Nghệ An có 2 đơn vị cấp huyện và 6 đơn vị cấp phường được Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn để triển khai xây dựng thí điểm đơn vị kiểu mẫu thực hiện đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Hiện các cơ quan đơn vị liên quan đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc xây dựng thí điểm ở các đơn vị. Được chọn xây dựng thí điểm đơn vị kiểu mẫu, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò đã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng đơn vị tổ chức. Đến nay, trên địa bàn phường có 100% hồ sơ thuộc lĩnh vực cư trú thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư cơ bản đã hoàn thành và đã cấp tài khoản an sinh xã hội cho 100% hộ nghèo, cận nghèo. Sau khi cơ quan chức năng hướng dẫn dịch vụ công, thì người dân ở nhà sử dụng máy vi tính, điện thoại thực hiện các thủ tục hành chính. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, mà nòng cốt ở đấy là đoàn thanh niên và các lực lượng chính trị nữa, là để cho người dân biết cái lợi ích của cái đề án 06 đưa lại. Tập trung cả cái cơ sở vật chất cũng như là hạ tầng kỹ thuật cho một cửa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thiện cái dịch vụ công. Là một trong 2 đơn vị cấp huyện được chọn xây dựng thí điểm, Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai đã tiến hành rà soát việc cung cấp dịch vụ công nhằm đánh giá mức độ người dân tiếp cận, sử dụng và những vướng mắc, từ đó đề xuất phương án giải quyết phù hợp. Thành lập các tổ tại các trung tâm giao dịch một cửa để trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Quá trình thực hiện ở các cơ sở thì chúng tôi đặt ra cái yêu cầu, đó là các cấp các ngành phải thật sự vào cuộc và kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc, không đổ lỗi cho là cái nguyên nhân rồi những cái khó khăn để mà không thực hiện những cái chỉ tiêu đề ra. Hơn một năm triển khai thực hiện đề án 06, mặc dù gặp một số khó khăn nhưng Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hiện đang xếp thứ 24 trên 63 tỉnh thành. Và để thực hiện tốt việc xây dựng thí điểm đơn vị kiểu mẫu thực hiện đề án 06, hiện các ngành liên quan và công an tỉnh cũng đã thành lập các tổ công tác để về kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho các địa phương được chọn làm thí điểm. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng chúng tôi sẽ trực tiếp kiểm tra để đánh giá cái kết quả và có những cái chỉ đạo cụ thể trong thời gian tiếp theo. Mặt khác, chúng tôi cũng xây dựng các cái nội dung về tiêu chí, rồi khung phần việc, rồi nhóm nhiệm vụ, rồi thời gian lộ trình rất cụ thể để giao cho các đơn vị cơ sở triển khai thực hiện quyết liệt. Việc tập trung quyết liệt thực hiện tốt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các địa phương thí điểm kiểu mẫu là cơ sở để Nghệ An nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chính phủ đề ra.